Hello anh em, đây Đức đang ở xưởng và bây giờ này gần 7 giờ tối rồi. Bây giờ chuẩn bị đi ship chiếc W98 cho khách Sóc Sơn Hà Nội đây. Thì kho xưởng này của Đức cũng ở gần Sóc Sơn Hà Nội luôn nha. Đấy. Đây, bây giờ anh em Đức sẽ cho lên xe và đi đây. Đấy. Đây thì chiếc xe này nhà Đức đang được khuyến mại còn 14.800. Ở ngoài chi nhánh Hà Nội cũng còn rất là nhiều xe. Đấy, chứ không phải đi buôn một hai xe, khách cũng đi check hết tất cả các nơi rồi. Người ta bán 16.900.000 nhưng mời riêng Đức Maro và Hoàng Thống Mô Tô là 14.800.000. Trong mùa khuyến mại. Đấy, thấy không? Hết qua 15 tháng 9 này mình sẽ chương trình khuyến mại sẽ hết. Đây, xe rất là nhiều, những có cái đơn vị người ta nhập những cái con hàng đều hơn hàng này. Người ta dán chữ super vào, người ta bán rất đắt, mọi người hiểu không? Nó không phải là super xịn, qua Đức Maro bán nguyên bản từ nhà máy AMG về. Có 14.800.000 đi đâu, đi xe nhái làm gì cho khổ. Đai Linh các thứ 13.800.000. Thôi, bây giờ anh em mình lên đường thôi. Thì bây giờ anh em tôi đang ở trên đường vào quốc lộ 3 để đi Sóc Sơn. Chúng tôi đang vận chuyển chiếc xe W98 đến nhà khách hàng lúc ban đêm này. 7:10 này. Đấy. Thì mọi người hãy muốn xem chiếc W98 này có gì thì ngay bây giờ Đức Maro sẽ đưa mọi người đi nha. Và xem anh khách đấy sẽ có phản hồi như thế nào khi mà đi check hết tất cả các giá mọi nơi. Xong rồi vấn về Đức Maro. Rồi, đi thôi. Chiếc này thì hai ghế được luôn. Có một chiếc giỏ đằng sau. Không để vừa ba lô đâu. Cái này thì mũ bảo hiểm thôi, áo mưa. Chú Nhật. Đấy, hai ghế. Đi chợ thì cứ chú hào. Vâng. Có cả giỏ trước giỏ sau. Lắp gương, cả dao sạc, chìa khóa. Chính ra ở đây xa kho em phết mười mấy cây. Mười mấy đi không à? Em tưởng nó chỉ tầm loanh quanh mấy cây. Đâu, đấy có một phủ lỗ. Huyện Đông Anh, huyện Sóc Sơn thì nó phải mấy cây. Ngay phủ lỗ thì đấy. Có à? Có à? Vân Nội Vân Chỉ. Vân Chỉ. Trong ấy rồi. Dạ. Vân Chỉ luôn. Này. Vân Chỉ ra được xe sử dụng đèn viền này. Thấy không? Đèn viền sáng này. Đấy, đèn viền sáng. Có một cái giỏ bánh. Xe rất là đẹp luôn, kể cả đèn hậu. Đồng hồ. Mai ở nhà ông chế cho nó cái để nặng. Làm sao mà đã đi được từ cổng trường vào? Đi được. Không lấy được, cứ phải bỏ làm đi ở nơi đi được. Cháu bị làm sao anh? Học sinh. Anh tham mưu dẫn em ý cách chạy đi, cách sử dụng xe đi. Chiếc W98 nhá. Quay đầu luôn đi. Vẫn thương hiệu Hoàng Thống Mô Tô của Đức Maro nha mọi người. Với thương hiệu phương châm bán xe điện ba bánh hàng đầu tại Việt Nam. Đấy, anh này thì cũng đã đi xem rất nhiều nơi. Anh vẫn lựa chọn Hoàng Thống Mô Tô vì cơ sở nhà mình ý, mình có xưởng mà. Đấy, xưởng hàng đến vài chục xe, chứ không phải là một hai xe. Đấy, và những rất nhiều mẫu đa dạng khác nhau nhé. Như những dòng xe rẻ này thì là giá nhà mình sẽ cực hợp lý so với giá thị trường. Đẹp không? Đây. Chiếc W98, hai chỗ ngồi. Cho em hồi này đi học, rất là được. Thì có giá là 15.500.000, khuyến mại 14.800.000, vẫn có chống trộm nha. Đấy, bật khóa. Đấy, bật khóa này, đây là nút chống trộm này, đây tìm xe này đúng không? Tìm xe này, đây là nút chống trộm này. Tắt chống trộm đấy. Ủn đi, ủn. Ấn hai lần tia sét. Em rút chìa khóa ra này, em ấn hai lần tia sét này. Đi không cần cắm chìa khóa ở đây nữa. Không cần cắm. Bộ này là nhà anh không bớt, để nguyên của xe.
Có cất bớt ở nhà đi. Lấy đi một chia thôi. Vành rất là đẹp nhá. Vành rất là đẹp nhá. Rồi giờ xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau.